Các bạn đã biết cái Nguyễn Vlog, người Long An cuộc sống người Long An. Đây hôm nay vợ mình nấu cháo cho bé ngon lắm các bạn. Đây cháo thịt bà, thịt xay các bạn. Thịt xay với mồng tơi. Cho bé ăn bổ nó các bạn. Đây nồi cháo giờ vợ mình đang nấu các bạn. Còn thịt chúng mình xay ra các mình mới bỏ vô. Còn rau mồng tơi này chúng mình bỏ mình sẽ sắc nha, sợi ra nhuyễn ra cái mình bỏ vô cháo xong rồi mới xay, sắc sơ thôi các bạn. Đổ cháo nó cho chín rồi mới xay rồi các bạn. Bây giờ dạ mình bỏ vô cối xay đây các bạn. Đây. Không muối đâu vậy trời. Còn cái dao không bỏ vô vậy? Này xay tới mai chú xay cho nhuyễn nữa rồi. Bây giờ dạ mình gắn cái dao vô các bạn, cái dao xay. Rồi cái nắp đậy lên là được rồi vậy. Rồi ok. Nhấn nút chưa cắm điện mà nhấn nút gì giờ giờ cắm rồi đó mình quên đó sao chị nghe được cũng đang rồi xong là chị nhuyễn đó các bạn rồi nhấn băng luôn rồi. Rồi bây giờ mình cắt mồng tơi đó các bạn. Đó, cắt này vậy thôi, đơn giản thôi. Chừng cháo chín rồi mình xay lại lần nữa mà. Ừ. Ít thôi. Ừ. Đó được rồi. Cái như vậy được rồi các bạn. Rồi ok rồi, bây giờ mình bỏ nó thịt vô cháo các bạn. Thịt xay rồi đó các bạn. Đó, không làm đâu. Thơm lên liền hết vậy. Heo hay thịt bò vậy? Heo. Ừ, heo. Rồi đổi món chứ thịt bò là đâu tốt. Ừ. Thịt heo có chất đạm, còn mồng tơi thì đây thịt bò thịt thì có chất đạm, còn mồng tơi có dễ dễ tiêu hóa. Dễ đi ngoài. Ừ, dễ tiêu hóa trị táo bón rồi các bạn. Đây giờ mình đang làm mà giỏi lắm nè. Rồi bây giờ mình bỏ vô các bạn, bỏ mồng tơi vô. Lát mồng tơi. Mình nấu chín một hồi cái mình sẽ xay ra các bạn. Nó giờ mình vừa nấu vừa quậy vậy đó, cho nó bị dính dính nồi các bạn. Dính son rồi các bạn. Nấu miếng này nấu như vậy là đủ bé ăn cử à các bạn. Rồi nghe mùi mồng tơi vô thơm liền luôn. Thêm một miếng nước mắm nữa các bạn, chừng có một nắp thôi các bạn. Không có nắp. Miếng hả? Miếng à, chưa tới nắp. Ba cái giọt. Ừ. Mắm nấu thì nó chín luôn, chứ đừng có xong mà bỏ vô nó chưa chín nước mắm, ăn cũng tốt. Các bạn, dạ tôi hay quá. Con tôi kỹ xong kỹ. Đợi 1 phút 30 giây nữa, tắt đi bếp. Giờ ok các bạn, chín rồi nè các bạn. Rồi giờ em tắt bếp thôi. Thơm quá. Để nguội rồi xay. Ừ. Để nguội tí nè, xay các bạn. Rồi bây giờ hơi nguội ấm ấm rồi, bây giờ mình bỏ cối mình xay lại nha các bạn, xay cho nhuyễn. Chị phải dùng máy xay. Rồi, coi cối có xay nè. Có máy xay mà. Giờ mình bỏ vô máy xay sinh tố rồi xay đây các bạn. Đậy nắp lại. Chưa có cắm điện. Tao có hay quên đi hoài nè. Đó, xay mặn tả không? Xay mình xay nó rất nhẹ, chậm thôi. Vừa được rồi. Đó, bây giờ mới tăng tốc lên nè. Nè, các bạn. Nguyễn rồi đó. Rồi giờ mình rút điện ra. Ôi ơi. Nhuyễn gì vậy? Thịt như chưa nhuyễn lắm. Đâu đâu vậy? Coi giùm coi vậy. Thịt chưa có nhuyễn. Ừ, đúng rồi, thịt chưa nhuyễn. Thôi mình phải xay tiếp các bạn. Rồi ok rồi. Rút điện ra luôn. Rồi giờ coi là nhuyễn đó các bạn. Đó ok đó các bạn. Nhuyễn
đổ ra. Ừ. Rồi giờ mình đổ ra thôi các bạn. Đổ ra chén cô bé, cô bé bé ăn. Gấu ăn hết này luôn á. Bé gấu của mình. Bé ngấy mà ăn được lắm. À, cái này cái món này là bé 6 tháng là ăn được rồi các bạn. Thơm ngon. Rồi đã hoàn thành xong các bạn. Rồi thôi. Thôi vậy thôi các bạn. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm kênh Nguyễn Hương Vlog. Nhớ thích đăng ký kênh ủng hộ hơn nhé các bạn. Cảm ơn nhiều. Chào các bạn.